Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục quay về công trình bên dãy san hô của bên công ty mình đang thi công. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 và thi công từ ngày 28 tháng 5, tức là hôm nay là ngày thứ 33 thi công. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan căn hộ bên mình đang thi công. Đây cũng là video để mình báo cáo với chủ nhà về cái tiến độ thi công hiện tại. Hôm nay là ngày thứ 33 thi công, mà theo lịch của bên mình là 60 ngày hoàn thành, tức là còn 27 ngày nữa. Nhưng mà nếu mà so với cả các cái công trình lân cận thi công thì bên mình thi công thuộc dạng là nhanh. Tuy nhiên là bên mình vẫn là rất là sốt ruột vì chưa đưa thợ thạch cao vào. Và theo dự kiến thì ngày mai bên mình sẽ chuyển vật tư thạch cao đến để làm dần các phần khung xương. Mình luôn cảm thấy sốt ruột và luôn muốn công trình đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Tất nhiên là đẩy nhanh tốc độ nhưng mà chất lượng vẫn phải đảm bảo. Đây, như các bạn nhìn thấy ở trên trần của bên mình đi ống ghen điện này. Các ống ghen điện đều đi rất là đầy đủ, tuy rằng sau này sẽ được phủ với thạch cao. Nhưng mà vẫn đi rất là vuông, không đi chéo và không bỏ ống, không bỏ qua ống. Nên là rất là tốn nhiều công và tốn nhiều vật tư. Đấy, tuy là làm rất nhanh nhưng mà vẫn phải đảm bảo được chất lượng. Đây, các cái đường điện đèn chờ cho tường ở cái căn nhà này sau này sẽ trở thành tiệm cắt tóc. Nên nếu mà các bạn có nhu cầu về cắt tóc thì có thể là làm tóc nam nữ thì có thể là qua cái dãy san hô SH2A. Đây, vì là làm tiệm tóc nên là các cái đường điện trên trần, trên tường rất là nhiều. Mỗi cái bàn làm tóc lại phải có một cái đường điện riêng. Đấy. Hôm nay là chủ nhật nên là bên mình không được gây ồn. Nên hơi ít thợ thi công, khoảng tầm 5 người thi công hôm nay thôi. Đấy. Khu san hô này thì có một điểm khác với các cái khu ngọc trai bên ngoài là tường bên trong nhà chưa chát. Và đấy, như các bạn nhìn thấy tầng 1 là bên mình đã chưa chát này, nhưng các tầng trên là bên mình đã chát rồi. Đấy, các đường ống điện, ống nước là bên mình đã đi xong hết rồi. Chờ là thạch cao vào rồi. Đấy, đường điện trên tường rất là nhiều, các bạn thấy rất là nhiều. Đây, cả các đường nước ở dưới sàn này. Đây là các ngoài phòng vệ sinh có nhiều đường nước ra, thì còn cái bên ngoài có đường nước để các cái máy gội đầu. Đây, mời các bạn lên tham quan cái tầng trên. Mình sẽ chỉ cho các bạn một số các cái chi tiết thi công của bên mình. Đây, mình lên tầng trên. Tầng vừa rồi là tầng 3, bây giờ mình sẽ lên tầng 4. Đường đi hơi khó khăn. Ui trời, hay là sao mà lên được nhở? Ui, khó thế. Đây là các phòng thay đồ, các phòng ở của chủ nhà. Đây, mình giới thiệu các bạn một chi tiết của bên mình thi công. Đây là cái mảng tường mới xây này, còn bên này là tường cũ này. Thì giữa tường mới xây và tường cũ thì ngoài những cái râu sắt liên kết với tường thì bên mình còn có các cái lớp lưới thép liên kết với tường để nó không bị nứt tường. Đấy, cái mái vòm. Đấy, chi tiết thép ở đây. Đây chính là cái lưới liên kết giữa tường mới tường cũ để không bị nứt tường. Đây, các bạn thấy đây là bên mình phải cắt một cái đường này để bỏ cái lớp vữa cũ của cái tường mới, tường cũ ra, và xong đó liên kết cái lưới vào đây. Đấy, tuy là thi công thì theo mình là tiến độ cũng khá là nhanh, nhưng mà bên mình không bao giờ bỏ qua các cái chi tiết để cho căn nhà được bền đẹp chắc chắn. Đây, tầng 4 này sẽ là phòng ở, còn giờ các bạn đi lên các tầng trên. Tầng trên là tầng 5. Đến đây rồi. Công trình này thi công bên dãy san hô mất rất nhiều thời gian hơn so với các công trình ngoài, bởi vì là cái phần cát tường bên trong nhà quá nhiều. Đây là cái phần lưới trời nên để cát các bức tường này còn phải bóc tàn ráo ra nên mất rất nhiều thời gian. Sau này những cái giếng trời này ngoài cát rất khó ra, mà sau này còn phải sơn bả nữa. Sơn bả cũng lại phải bắt ráo ra từ tầng 1 lên, tầng 3, tầng 1 lên. Đây là phần sàn tầng 5, bên trên là tầng 6. Bên trên tầng 6. Thì đây là khu thương mại dịch vụ nên là không được cơi nới thêm diện tích thuê, diện tích ở, không được cơi nới thêm. Nên cái phần trên sàn tầng 6 này
thiết kế sẽ là một cái phòng thờ, nhưng mà mình chỉ được cơi bằng cái sàn khung thép thôi. Đây có một cái thang, thang đi lên tầng 6. Thang thì mình vẫn làm bê tông, bởi vì là bên dưới của thang thì sẽ phòng ở, nên là muốn cho nó một cái kín đáo, nó không bị hở cái phần kết cấu ra. Đây là hố tung thang máy. Đấy. Tung thang máy bên mình cũng làm ra chắc chắn. Đây là cầu thang đi lên tầng 6. Đấy, cầu thang thì bằng xi măng nhưng mà bê tông, nhưng mà phần sàn này sau này sẽ là sàn thép. Đây là phòng kỹ thuật thang máy. Bên trên của kỹ thuật thang máy sẽ để bể nước. Đây là hồ giếng trời thông gió cho các tầng. Đấy. Các trục kỹ thuật dẫn điều hòa, sẽ đặt ở trên bên trên này. Đấy, trên đây là công trình của bên mình tại khu san hô. Bên mình đã thi công, hôm nay là ngày thứ 33 thi công rồi. Mình dẫn các bạn vào tham quan căn san hô này để các bạn xem các cái quá trình làm việc bên mình cũng như là tiến độ thi công, xem có nhanh không, có chất lượng không. Nếu mà các bạn có nhu cầu thi công các cái shop house biệt thự ở khu Vinhomes Sơn Bắc thì có thể liên hệ với công ty bên mình. Bên mình là mời vào nhà tôi.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của các cái công trình khác, hoặc là công trình này vào các giai đoạn tiếp theo. Xin chào các bạn.